chào mừng quý vị đến với kênh tin tức mới Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video của chúng tôi Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những tin tức mới nhất nhé Trong cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá hết được Sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện lạ Việt Nam và Thế giới Phát hiện bia mộ cổ trong miếu, trên tấm bia có ghi dòng chữ Tề Thiên Đại Thánh, các nhà khảo cổ chấn động. Thưa quý vị, Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, nhân vật trong tiểu thuyết được miêu tả vô cùng linh hoạt và sống động. Đại sư Huynh Tôn Ngộ Không có trí tuệ phi thường, bản lĩnh và thần thông, trăm biến phản hóa, trừ yêu diệt quái đã trở thành thần tượng trong lòng mỗi độc giả. Hầu hết mọi người đều cho rằng Tôn Ngộ Không không chỉ là một nhân vật thần thoại. Tuy nhiên, vào năm 2005, các nhà khảo cổ học phát hiện trong biếu sông Thánh Bảo Sơn ở tỉnh Phúc Kiến có một ngôi mộ cổ ước tính trọng 2,9 m sâu 1,3 m. Ngôi mộ có hai tấm bia dựng thẳng ở chính giữa, bia bên trái có khắc chữ Tề Thiên Đại Thánh, bên phải khắc Thông Thiên Đại Thánh, phần dưới cùng của mỗi bia đều có hai chữ nhỏ thần vị, điều này khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ tu Ngộ Không thật sự tồn tại? Ông Vương Ích Dân, quản lý của bảo tàng huyện nghiên cứu phát hiện vào cuối thời nguyên nhà hí kịch người Mông Cổ là Dương Cảnh Hiền đã sáng tác bộ hí kịch Tây Du Ký, trong đó có đoạn tự bạch của Tôn Ngộ Không, tiểu thánh đệ huynh tỷ muội ngũ nhân, đại tỷ ly sơn lão mẫu, nhị tỷ phu chi chi, đại huynh tề thiên đại thánh, tiểu thánh thông thiên đại thánh, tam đệ sải sải tam lang Tạm dịch là năm chị em của tiểu thánh, chị cả ly sơn lão mẫu, chị hai bà mo chi chi, đại huynh tề thiên đại thánh, tiểu thánh thông thiên đại thánh, tam đệ tam lang hiếu động, đùa nghịch từ đó suy ra tề thiên đại thánh và thông thiên đại thánh chính là một đôi huynh đệ dựa vào đó vương ích dân cho rằng ngô thừa ân đã lấy cảm hứng từ bộ hí kịch này hơn nữa còn đem toàn bộ bản lĩnh cao siêu vốn có của năm anh chị em trong truyền thuyết này tập trung vào tôn ngộ không làm thành một hình tượng anh hùng thần thoại để truyền tụng cho người đời sau tôn ngộ không được trời sinh tính thông minh hoặc bát trung thành lương thiện tinh nhanh dũng cảm nhà đường xuất hiện truyền thuyết tây du ký tiếp diễn đến thời Minh Thanh sau khi tập hợp một số truyền thuyết được xuất hiện vào thời Đại Minh, cuối cùng đại danh tác Tây Du Ký ra đời. Tuy nhiên một số học giả tin rằng Tô Ngộ Không là nguyên mẫu của nhà sư thời đường là Thích Ngộ Không. Thích Ngộ Không là danh tính tục gia của một cư sĩ, theo xe Hầu Tá Đường Tăng. Năm 751 sau công nguyên, ông theo phò tá Huyền Trang đi Tây Phương vì trở bệnh tại nước Ganhara, Kiền Đà La Quốc nên quay lại Kinh Thành năm 789. Thích ngẫu Không đồng hành cùng Huyền Trang suốt 40 năm tại phương Tây cùng tham gia phiên dịch và truyền giáo, để lại rất nhiều sự tích cùng truyền thuyết. Theo như suy đoán phân tích thì thời gian xuất hiện ngôi mộ này sớm hơn so với Tây Du Ký của Ngô Thờ Ân hơn 2 thế kỷ. Tôn Ngậu Không và nỗi đau tuyệt tự khiến tỷ dân Trung Quốc tiếc nuối. Quý vị thính giả thân mến, Nhắc đến dòng họ chương có thể nhiều người chưa hình dung ra những nhân vật có tiếng tâm nhưng để nó cạnh văn hóa Mỹ Hậu Vương hẳn nhiên sẽ có những cái tên như huyền thoại bật ngay trong đầu khán giả. Một nhà hầu hiến ngàn nhà xem, bốn đời hầu phương trăm năm thành truyện. Nói về dòng họ chương đã có một tờ báo nhận định như vậy. Và quả không sai, dòng họ chương ở đây ý chỉ gia đình lục tiểu linh đồng. Ông có tên thật là chương Kim Lai, sinh ra tại Thượng Hải và Nguyên Quán ở Thiệu Hưng, Chiết Giang. Gia đình của Trương Kim Lai có truyền thống bốn đời học nghệ thuật diễn xuất loại khỉ. Từ thời cũ của ông nghĩa là khoảng đầu thế kỷ 20, có hai phái thường biểu diễn kịch khỉ trên sân khấu, đó là Bắc Phái Hậu Phương và Nam Phái Hậu Phương. Nhưng Bắc Phái Hậu Phương nhanh chóng bị mai một vì nhiều lý do, nhờ vậy mà Nam Phái Hậu Phương được ca tụng nhắc đến nhiều hơn và cùng sức miệt mài nghiên cứu về Mỹ Hậu Vương. Hình tượng Tôn Ngọc Không có lẽ đã quá quen thuộc với Trương Kim Lai ngay từ khi còn nhỏ, bởi từ cụ cố Trương Đình Xuân đã nổi danh với tên Hoàng Hầu Vương. Cụ Trương ít Sinh là Hoàng Hầu So Đấu, cho đến cha Trương Tông Nghĩa, nghệ danh Lục Linh Đồng là Nam Hồ Vương. Trong một bài phỏng vấn Trương Kim Lai từng chia sẻ, gia đình chúng tôi gốc gác làm nông, cố đội không lấy việc biểu diễn làm nghiệp kiếm tiền. Tôi nhớ mỗi năm Tết đến, cố lại đội mặt nạ kỹ, chân trần, tay cầm cuốc mà tưởng gậy như ý. Với tài năng trong diễn xuất như vậy, những tưởng Trương Kim Lai sẽ là người thừa kế được nhắm đến từ đầu, nhưng hóa ra không phải vậy. Trong số 11 người con, Chương Kim Lai đã là con út lại nhỏ nhắn yếu ớt. Hơn thế, Trương Kim Lai lại hướng nội, nên cá trục tre. Cha là Lục Linh Đồng, vì thế đã hướng sự nghiệp cho người con thứ hai là Trương Kim Tinh, nghệ danh Tiểu Lục Linh Đồng, với hàm ý Lục Linh Đồng thứ hai. Người con thứ hai đã xuất hiện, xuất sắc khả năng và khiến cho Lục Linh Đồng nở mày nở mặt khi được đích thân Thủ tướng Chu Ân Lai dặn dò cha rằng hãy bồi dưỡng nhiều cho tài năng nhí này nếu như muốn sự nghiệp gia tộc được vững bền. Thế nhưng đáng tiếc rằng, Tiểu Lục Linh Đồng lại qua đời khi chưa bước qua ngưỡng 16 tuổi. Đó chính là lý do vì sao mà Lục Linh Đồng phải bồi dưỡng cho con út là Chuông Kim Lai, sau này lấy nghệ danh là Lục Tiểu Linh Đồng. Vì được cha đặt sự kỳ vọng, lục tiểu linh đồng khi ấy ngoài cố gắng cũng không thể làm gì hơn. Ông đã phải luyện hỏa nhãn kim tinh mỗi ngày, thậm chí sống chung với khỉ để nghiên cứu từng cử chỉ, động tác, sao cho chân thực. Sau này, trong buổi tuyển chọn diễn viên cho tay du ký của đạo diễn Dương Khiết, khi được tư vấn cho việc chọn nhân vật Tôn Ngậu Không, đạo diễn không ngờ Lục Linh Đồng lại tiến cử con trai mình. Khi ấy, đạo diễn Dương Khiết khá khó xử, nhưng vẫn nhận vì nể Lục Linh Đồng. Mặc dù Dương Khiết từng nhận định Lục Tiểu Linh Đồng không hề hợp cho nhân vật cần tìm kiếm, từ cử chỉ phốc chán mọi thứ đều không tương đồng, thế nhưng khi được hỏi về sự hắc hủi này, Lục Tiểu Linh Đồng không lấy làm gì bực dọc hay tự ái, vì với chính bản thân ông, nếu như anh trai không qua đời, vai diễn và sự nghiệp sẽ không thể là của ông. Ông diễn cũng vì muốn cho anh trai thấy, muốn thực hiện được tâm nguyện của anh trai mà thôi trong cuộc đời mình có hai điều Lục Tiểu Linh Đồng buộc phải bất lực. Thứ nhất là sự ra đi của anh trai, thứ hai là ông không có con trai để nói giỏi sự nghiệp gia tộc có bề dày truyền thống hơn 100 năm. Ngày trước vì quá khắc khe và cố chấp trong việc nhìn nhận dàn diễn viên trẻ, Lục Tiểu Linh Đồng bị dư luận đàm tiếu khá nhiều. Có người cho rằng ông thật may vì là người đầu tiên diễn vai Tôn Ngậu Không nên mới tự dựng được một cái bóng không ai vượt qua được. Thế nhưng, thật hiếm người hiểu được nỗi lòng của ông với lục tiểu linh đồng nói riêng và dòng họ chương nói chung diễn kỹ nếu chỉ đeo mặt nạ lông múa cậy và được gọi là tu ngậu không thì không đúng với tinh thần của văn hóa mỹ hậu vương lục tiểu linh đồng vì thế càng phiền muộn Mãi đến gần đây, ông mới buông bỏ được nỗi lo lắng vì ông nhận ra rằng đã đến lúc văn hóa Mỹ Hầu không còn thuộc về gia đình họ chương nữa. Giờ đây, người nghệ sĩ đã ngoài 60 này vẫn mong muốn tìm được một người đệ tử phù hợp và tâm huyết, bất kể dân tộc hay văn hóa khác biệt cũng không sao, bởi ông không muốn những tinh túy của văn hóa Mỹ Hầu bị hủy hoại trong tay gia tộc họ chương. Tại sao Tôn Ngộ Không lại giấu kệ như ý ở tai mà không phải chỗ khác, xem 20 năm mà nhiều người không biết lý do? quý vị tính giả thân mến mọi người đều biết trên đường đi lấy kinh bên ký tôn ngộ không sử dụng nhiều nhất chính là cây gậy như ý trên đường vào đường tăng đi lấy kinh tôn ngộ không đã dịch trừ được biết bao nhiêu yêu quái cho dù lên tới tiên đình hay xuống tới địa ngục tôn ngộ không cũng chưa bao giờ rời xa cây gậy như ý của mình những lúc đánh nhau với yêu tinh cây gậy như ý phát huy sức mạnh thần kỳ làm người xem vô cùng thích thú tuy nhiên trong một số tập phim cây gậy đã bị yêu quái cướp mất sau đó sức mạnh của tô ngọc không đã bị giảm đi rất nhiều tô ngọc không chỉ còn cách lên trời cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần tiên vậy không rõ trong cây gậy như ý này ẩn giấu một sức mạnh huyền bí đến mức nào Đầu tiên, cây gậy như ý là một cây gậy không giống với các cây gậy thông thường, đó do Thái Thượng Lão Quân tôi luyện thành. Chúng ta đều biết Thái Thượng Lão Quân vốn có một lò luyện đơn vạn năng, rất nhiều bảo bối trên thiên giới đều từ đây mà ra. Cây gậy thần kỳ của Tôn Ngậu Không cũng là một trong những tuyệt tác của Thái Thượng Lão Quân. Vào thời kỳ Đại Vũ, Hạ Vũ Trị Thủy, cây gậy này đã phát huy tác dụng to lớn trong vai trò làm thước đo độ sâu của nước, sau đó đã trở thành báu vật chốn cung của Đông Hải Long Cung. Nói đến đây chúng ta không thể không nói tới lần Tu Ngộ Không đại náo Thiên cung, một mình Tu Ngộ Không làm náo loạn cả Thiên đình. Thiên đình đã phải cử Thái Tháp Thiên Vương, Na Tra, Nhị Lang Thần ra ứng phó. Sau cùng mọi người đã hiểu, Ngộ Không làm được như vậy là nhờ vào cây gậy Như Ý này. Cây gậy được làm từ thép toàn thân mạ vàng, bên trên có hoa văn tinh tế, điều đặc biệt của cây gậy là nó có thể phóng to thu nhỏ hàng trăm lần, nó được điều khiển bằng suy nghĩ của Tu Ngộ Không do cây gậy này có thể biến thành cây cột cao bằng núi cũng có thể thu nhỏ chỉ bằng cây kim, vì thế nó được gọi là cây gậy như ý. Nói đến đây có thể mọi người sẽ liên tưởng tới những vũ khí được sử dụng trong phim hành động của Mỹ như phim người vận chuyển, người kiến vân vân. Ngày nay những vũ khí này đều là những thành quả của khoa học kỹ thuật hiện đại là kết tinh trí tuệ của con người. Vậy mà từ xưa, chiếc gậy như ý thần thánh đã được nghĩ tới và được Tô Ngọc Không sử dụng trong suốt một thời gian dài. Trong phim, chiếc gậy như ý được Tô Ngộ Không được biến hóa, thành nhỏ như cây kim và cất dấu ở tay. Khi chưa được lệnh của Tô Ngộ Không, cây gậy không bao giờ tự ý rời khỏi chỗ của mình, cũng không bị rơi ra ngoài. Mọi người sẽ hỏi bình thường tay chúng ta đâu có thể cất giữ một đồ vật gì, huống hồ để một cây kim ở đó, chẳng lẽ không bị ngứa, bị đau hay sao? Vậy tại sao Tô Ngộ Không lại không hề bị sao cả? Đề cập tới vấn đề này chúng ta phải nói tới đặc điểm của kim loại làm ra cây gậy như ý này. Do cây gậy có đặc tính đặc biệt và khả năng biến hình, vì thế tác giả Ngô Từ Ân đã phù phép cho nó có một sinh mạng giống như con người. Tất cả những khả năng thần kỳ ông đều ém vào trong vũ kiến này. Chiếc gậy ngoài khả năng có thể thu về kích thước rất nhỏ, nó còn có thể uống tròn như chiếc nhẫn, có thể tự bay đi và thu về trong tay theo ý nghĩ chỉ đạo của tung ngộ không. Bên ngoài, cây gậy được mạ vàng nên nó không hề bị ăn mòn hay hang rỉ do mồ hôi. Vậy tại sao tung ngộ không phải cất giữ chiếc gậy như ý ở tay mà không phải là ở những chỗ khác? Thiết nghĩ cây gậy đó nặng tới 1.3.500 cân, khi càng thu nhỏ lại, mật độ của nó sẽ càng tăng, trọng lượng có lẽ sẽ không thay đổi. Vì thế, cây gậy này không thể để ở trong túi hoặc ở vùng eo được. Vậy, nơi nào là thích hợp, lại tiện lấy ra cất vào đây. Ngoài hai tay ra, chỉ có thể là ở tai ở miệng thì càng không được, vì tô ngộ không là người, mau mồm mau miệng, để ở miệng thì thật không tiện chút nào. Một cây gậy nặng như vậy, nếu không phải là tô ngộ không thần thông quảng đại, thì sẽ không ai có thể sử dụng nó một cách nhẹ nhàng như thế. Nếu nói nghiêm túc thì có hai cách lý giải như sau. Cách thứ nhất, thời xưa ngũ quan trên mặt người tương xứng với ngũ hành. Mắt là mộc, lưỡi là hỏa, miệng là thổ, mũi là kim, cuối cùng là tai tương ứng với thủy. Nói như thế này là các bạn đã có thể thấy rất rõ, gậy như ý là định hải thần châm là mệnh thủy, vì thế phải để vào nơi là mệnh thủy như thế mới tuân theo tự nhiên. Cách thứ hai có lẽ do tác giả Ngô Thừa Ân khi viết truyện Tây Du Ký đã biến tấu dựa trên những câu chuyện dân gian. Với những ai đã từng nhìn thấy con khỉ đều biết, khỉ rất thích vào đầu bứt tay, đây là một động tác đặc trưng của loài khỉ. Vì thế các nghệ nhân dân gian đã bố trí nơi cất cây gậy như ý vào tai để thể hiện đúng bản sắc riêng của con khỉ đá, tôn ngậu không, giúp việc lấy ra lấy vào cũng rất tiện lợi. Sau cùng, chúng ta hãy cùng thảo luận vì sao cây gậy như ý lại biến thành một cây kim mà không phải là một hạt gạo. Mặc dù đây là một câu chuyện thần thoại, nhưng nghệ thuật bản thân nó bắt nguồn từ tự nhiên. Tôi tin chắc mọi người đã từng nghe qua câu, có công màu sắc có ngày nên kim. Câu chuyện này, bản thân nó có ý nghĩa muốn khuyên sang con người, làm việc gì cũng phải kiên trì, cuối cùng sẽ gặt hái được thành công. Nhưng ở đây, do chịu ảnh hưởng của đạo giáo và truyền thuyết, đài vũ trị thủy cuối cùng đã thành thần thánh, nên ý nghĩ biến cây gậy thành một cây kim cũng là điều dễ hiểu. Bản thân cây gậy là tượng trưng cho những gian nan vất vả trên đường đi lấy kinh của thầy trò đường tăng. Chúng ta đều biết hàm ý sâu sắc ở đây là dù có khó khăn tới đâu, chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua. Có tài liệu đã viết, thực tế cây gậy như ý này là một vật không thể thiếu trên người Tôn Ngộ Không vì khi chưa đắc đạo, Tô Ngộ Không là một đệ tử thực thụ của đạo giáo. Sư phụ của Tôn Ngộ Không là tổ sư bồ đề cũng chính là một đệ tử của đạo giáo những người bạn tôn ngộ không kết giao ở hoa quả sơn cũng là những đệ tử của đạo giáo khi tôn ngộ không lên thiên đình làm bạch mã ôn là thơ kỳ tôn ngộ không bị quản giáo bởi ngọc hoàng thượng đế sau đó tôn ngộ không bị nhốt ở núi ngũ chỉ và được đường tăng đây chính là con đường từ đạo giáo chuyển sang phật giáo của ngộ không tượng trưng cho việc chuyển đổi thân phận của ngộ không tổng thể chúng ta thấy rằng cây gậy như ý là một sự tồn tại rất kỳ diệu của tôn ngộ không tôn ngộ không và cây gậy đã không rời nhau suốt chặng đường đi lấy kinh có cây gậy này tôn ngộ không đánh trăm trận trăm thắng đánh do lũ yêu quái chạy toán loạn nhưng trong đó cũng có những lần cây gậy đã bị đánh cắp nhớ nhất là lần cây gậy bị chiếc ghế của thái thượng lão quân lấy cắp tôn ngộ không đã bị tổn thương tinh thần sau cùng không còn cách nào đã phải cầu cứu các vị thần tiên trên thiên đình Mỗi lần Tôn Ngộ Không biến hóa, chiếc gậy cũng biến theo cùng. Điều này càng khẳng định thêm sự gắn bó mật thiết của người và vật. Nhưng vì sao khi Tôn Ngộ Không đã thành Phật, cây gậy lại tự biến mất? Điều này cho thấy cây gậy chính là một vật quý của đạo giáo. Khi thân phận của Tôn Ngộ Không thay đổi, cây gậy cũng tự động biến mất. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay, đừng quên like, share cho video và hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé hãy bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những video mới nhất từ kênh của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn